Xin chào bạn, hôm nay Lê Sang giới thiệu bạn một chiếc ốp lưng dành cho iPhone 8 Plus cũng như 7 Plus. Chiếc ốp lưng Spigen Tough Armor 2, một chiếc ốp lưng có khả năng chống sốc theo tiêu chuẩn quân đội của Mỹ đến từ California, và sản phẩm này thì được sản xuất tại Hàn Quốc. Phiên bản thứ hai thì gồm có 4 màu: màu đen, màu bạc, màu vàng gold và màu vàng hồng. Tùy theo phiên bản màu cũng như cái từng đợt sản xuất mà cách đóng hộp của nó bên ngoài có thể hơi khác nhau một chút. Phiên bản thứ hai, sự thay đổi ở đây là nằm ở màu sắc, thiết kế phần loa và cái phần chân trống phía sau. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng. Phiên bản thứ hai, chân trống được làm cùng màu với cái màu của ốp lưng. Phần loa cũng được thiết kế lại một chút. Vẫn là một thiết kế gồm có hai lớp. Một trọng dòng ốp có khả năng bảo vệ chống rơi rớt tốt nhất ở trên thị trường bây giờ. Nếu bạn cần một chiếc ốp lưng có khả năng bảo vệ thực sự tốt cho chiếc iPhone 8 Plus của mình thì hãy lựa chọn một sản phẩm của Spigen. Cụ thể ở đây là chiếc ốp lưng Tough Armor. Ở bên trong là một cái khung nhựa mềm TPU giúp bảo vệ mọi góc mọi cạnh. Cùng cái công nghệ chống sốc Air Cushion độc quyền của Spigen sẽ đảm bảo cho chiếc điện thoại của mình luôn an toàn, kể cả những trường hợp có rơi rớt hay là va chạm mạnh. Bên trong cũng có những rãnh thoát nhiệt để giúp mình sử dụng máy lâu mà đỡ bị nóng hơn. Còn phần bên ngoài là một cái khung nhựa cứng polycarbonate được sơn tĩnh điện kép. Lớp sơn này rất là bền, độ bền màu so gấp 10 lần so với hàng tương tự từ Trung Quốc. Khi sử dụng thì các bạn ráp hai phần này lại với nhau, có những cái mấu nhỏ để giữ hai phần này không bị rơi ra. Cái khung nhựa cứng sẽ giúp ôm cái phần nhựa mềm vào máy chắc chắn hơn. Khi lắp thì các bạn rất là dễ dàng, các bạn bấm từng góc vào. Chiếc ốp lưng này sẽ cho bạn cái cảm giác cầm máy ở trên tay rất là chắc tay. Các bạn dễ dàng cảm nhận được điều này khi cầm chiếc ốp lưng này ở trên tay. Cảm giác là cực kỳ an tâm. Đây là dòng Tough Armor, một dòng ốp chống sốc chuyên dụng của Spigen. Mặt sau lưng để hở logo của Apple, bảo vệ tốt cho cái camera lồi của iPhone không bị xước khi mình để trên mặt bàn. Các phím bấm thì làm rất là nảy và cho cảm giác bấm rất là chân thực. Phần loa và chân cắm được thiết kế rất chính xác, từng chi tiết được cắt và hoàn thiện đạt đến cái mức độ thẩm mỹ cao. Viền trước được làm gờ cao lên để bảo vệ cái phần viền màn hình của mình tốt hơn khi mà mình có rơi rớt hay là va chạm khi để ở trên màn hình. Và cái chân trống này khi mà kéo ra có một cái lẫy nhỏ ở đây để giúp nó không bị rơi ra khi bạn không sử dụng. Bạn kéo ra và chúng ta sẽ có một cái chân trống để dựng máy khi mà xem video hay là lướt web. Nếu bạn hay sử dụng YouTube xem video thì đây là một cái tính năng rất là hay ho và rất là tiện lợi. Mình sẽ mở hộp cho bạn xem thêm những cái màu khác. Cái màu sắc ở đây là cái màu phần nhựa cứng ở sau lưng. Còn cái phần khung ở bên trong thì nó vẫn là màu đen, giống nhau hết. Chống bẩn rất là tốt, màu vàng gold. Cái lớp nhựa TPU ở bên trong của Spigen có khả năng chống rão và chống biến dạng. Các bạn sẽ sử dụng nó trong một thời gian rất là dài mà không lo nó bị cong vênh hay là bị nhão ra những sản phẩm kém chất lượng khác. Đây là phiên bản màu bạc. Tất cả các màu đều được sơn chống bám bẩn và chống vân tay, chống mồ hôi. Như vậy mình đã giới thiệu xong bạn chiếc ốp lưng Tough Armor 2 dành cho iPhone 8 Plus. Để đặt mua sản phẩm này các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.